Alo, và xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Quang Thuận đấy ạ. Đấy, mình rất là vui khi chuẩn bị có hai cái tin mừng báo trước với các bạn. Đó là thứ nhất, đó là mình đã có một cái video đầu tiên ở trong cái đây chính là bài số 1 này, trong cái chuỗi bài tập luyện vẽ 2D, 2D cơ bản ấy. Đấy, đã có video đạt đến 500.000 lượt xem rồi, mình rất là vui. Đấy, thứ hai, cái niềm vui thứ hai nữa là mình chuẩn bị cũng chính thức đạt được con số là 30.000 subscribe đăng ký nữa. Chúng ta cùng đếm ngược. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2021. Đấy, mình rất là cảm ơn anh em đã đồng hành nhá. Ok, đây trong cái bài ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và mang đến cho anh em một cái hình vẽ đấy ạ. Tiếp tục là một cái video về hướng dẫn một cái chi tiết cơ khí để anh em cùng thực hành và luyện tay nhé, trong cái thời gian rảnh rỗi của mình đấy chưa. Đấy, bước 1 đúng không ạ? Bước 1 thì anh em khởi động két lên và sau đó cài đặt 5 bước cơ bản nhé. Đấy, theo cái video 5 bước cài đặt mình đã hướng dẫn đây. Bước 2 thì chúng ta sẽ cùng phân tích hình một chút trước khi vẽ đấy ạ. Đây thì anh em thấy là cái hình bố cục chúng ta là một cái chi tiết cơ khí như này. Thế thì anh em thấy nó có hai cái bố cục chính. Một là cái phần bánh răng nhỏ bên này được chưa? Mình gọi là bánh răng đi. Hai là cái bánh răng lớn ở bên này được chưa? Thì chúng ta sẽ vẽ hình 1 và hình 2 trước. Đấy, sau đó là các cái phần nối ở đây được chưa? Đó, các cái phần nối ở đây thì chúng ta sẽ vẽ sau cùng, và cái phần đấy của chúng ta sẽ gọi thao tác cái phần số 3 được chưa? Đấy là ba bước chúng ta vẽ cái hình này được chưa? Đấy, bên trong này thì chúng ta vẽ nó cũng toàn là array các thứ rồi. Đấy. Thế thì anh em để ý một chút là khi mình nhìn cái hình này, mình nghiên cứu một chút ấy. Thế thì mình thấy là cái đường tròn, tất cả các cái đường tròn mà nó kiểu dạng đôi ở đây thì nó lại hơi đặc biệt một chút. Nó là nó lại không cho thông số ấy, của cái đoạn này. Thế thì mình mới phát hiện ra đây là thực tế thì nó chỉ là các cái đường offset màu rất là mỏng, hoặc là anh em có thể hiểu nó là độ dày đi. Đấy, được chưa? Vẫn coi nó là một đường nhưng nó là gọi là sau này chúng ta dùng cái độ dày của đối tượng ấy thì ta làm lớn ra thì coi như hai đường này nó khép thành một đường lớn cũng được. Ở đây thì anh em quan sát hình này nó không cho những cái kích thước đấy, của các cái đường mỏng như này. Được chưa? Coi chúng ta sẽ vẽ coi như nó là một một đường, được chưa? Một đường mà có độ dày. Ok. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tiến hành vẽ luôn nhé. Anh em mở OK lên. Với chúng ta sẽ vẽ cái hình đầu tiên là hình bên này đi. Được chưa? Đấy, vẽ hình nhỏ trước. Thì đầu tiên chúng ta là có cái đường tròn đấy là phi 52, ok, rất là nhanh chóng. Thứ hai nữa là gì ạ? Cái đường bên ngoài này là bao nhiêu ạ? Là offset ra từ ngoài này, offset vào trong là 8. Thì chúng ta có thể là mở rocket vẽ luôn. Đường tròn C này, thì ở đây mình đã đổi lại tắt rồi này. D này, 52, đúng chưa ạ? 52 rồi, bây giờ offset vào trong là 8. Offset vào trong này. 8 đơn vị. Đó, vậy chúng ta đã được cái đường tròn này rồi. Sau này chúng ta sẽ chuyển cái đường này thành đường M sau. Ở bên trong nó là bao nhiêu? R bằng 10. Anh em vẽ cho mình một cái R bằng 10. Đấy. Chưa? Ở đây bài này thì chưa anh em bắt buộc phải dùng layer, anh em có thể chuyển cái đường này thành màu M đây để anh em dễ hình dung hơn, được chưa? Đấy, một cái đường phụ ở đây. Ở đây anh em thấy là nó sẽ có một cái đường một cái đối tượng array. Ở đây bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không ạ? Đấy, 8 đối tượng thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc chúng ta array. Thế thì array cái đối tượng này là cái đối tượng gì ạ? Ở đây nó cho chúng ta cái độ dày cạnh này bằng bao nhiêu? Bằng 3 đúng không ạ? Và cái cạnh này thì nó có chiều rộng là cái chiều dài nối từ đường tròn R10 đến đường tròn M ở giữa này, được chưa? Đấy, và độ dày bằng 3. Thế thì anh em cứ vẽ như bình thường thôi. Đấy, anh em có thể là vẽ từ đây. Offset sang offset là 1,5 đúng không ạ, sang hai bên đó, thì ngay lập tức thì chúng ta thì có cái đoạn này bằng 3 đây, anh em đo bằng lệnh DI 3 chưa ạ? Đó, chuẩn xác ạ, rất là chuẩn xác rồi. Đấy. Ở đây anh em có thể là gõ lệnh extend để cho nó phóng lớn, để cho nó đấy, được chưa? Đó, được chưa? Để cho nó khớp nối vào các cái điểm này. Đấy. Đối với cái ông này thì sao ạ? Ông này thì nó sẽ chia là tám tám đối tượng, anh em quét chọn này dùng một tính năng là Array Classic ARR. Đấy. Sau đó chọn là đường tròn đúng không ạ? Chọn tâm là tâm đường tròn này rồi.
8 đối tượng. Anh em preview. Ok chưa ạ? Đó, anh em nhấp ok rồi. Đấy, tuy nhiên thì cái đường này thì nó lại xoay được chưa ạ? Nó lại xoay một cái góc là bao nhiêu đây ạ? 20 độ. 20 độ so với lại cái mặt chụp OX ở đây, được chưa? Đấy, tâm O đây, đây là OX, anh em thấy là 20 độ. Đấy thì mình sẽ cùng làm như sau. Đây anh em vẽ đường là P line ra. Đấy, ví dụ các bạn dựng thêm một đường P line ở đây. Đấy, được chưa? Đấy, tạo thêm một đường nữa. Một đường P line lên trên này. Được chưa? Đấy, mình đã đổi lệnh tắt lệnh P line này thành lệnh 11 rồi. Anh em nào mà chưa biết cách đổi lệnh thì anh em có thể là vẫn giữ nguyên lệnh play hoặc là xem bài thay đổi lệnh tắt ở trên kênh của mình, được chưa? Thay đổi lệnh tắt trong AutoCAD. Đấy, thì bây giờ anh em vẽ ở đây, anh em ví dụ mình chọn 50 tab lên là bao nhiêu? Nhập nhập độ à. Nhập độ là 20 độ. Đó, 20 độ. 20 độ. Thế thì anh em có thể là giữ một cái đường tâm ở đây chẳng hạn. Đấy, bài toán của ta bây giờ là làm sao ạ? Đây anh em có thể bôi đỏ cái này để anh em dễ nhìn được chưa? Đây mình làm những cái thao tác thừa thêm một chút để cho anh em dễ nhìn. À, bây giờ bài toán của ta là làm sao để cho cái đường đỏ này, đấy, tức là cái bánh răng nó quay ấy, làm sao để mà nó quay, làm sao để mà cho cái đường đỏ nó phải trùng với cái đường với cái tia này, được chưa? Đấy, trùng với cái tia gọi là đây là 20 độ này. Đấy, anh em hiểu vấn đề không ạ? Đấy, thì mình phải dùng lệnh xoay, được chưa? Đấy, thì bây giờ anh em quét chọn qua đối tượng như thế này, được chưa? Hai cái đường line này thì anh em không có quét chọn, được chưa? Đấy, anh em quét chọn hết những cái đối tượng chính của chúng ta. Anh em dùng lệnh RO rotate, được chưa? Đấy, xoay tích tâm là tâm tâm xoay là tâm ở đây rồi, đúng không ạ? Anh em thấy nó xoay không ạ? Đấy. Xoay đấy. Thì bây giờ anh em chọn mình sổ xuống tính năng là xoay chính xác là tính năng R. Đấy, cách vào đây. Đấy, thì anh em tích điểm 1 này và tích điểm 2. Điểm 1 ở tâm, điểm 2 là nằm trên cái trục nằm trên cái cạnh đỏ đỏ này. Đấy, sau đó anh em quay và tích vào bắt điểm ở đâu ạ? Bắt điểm vào cái cạnh nó chéo 20 độ lên. Chuẩn xác cho chúng ta, được chưa anh em ạ? Đây, cái đường tâm của nó này. Có thấy không? Đấy. Rất là chuẩn xác. Rồi, thì chúc mừng anh em, nếu là anh em nào mà đã làm được thao tác này thì xin chúc mừng anh em, được chưa? Đấy, anh em có thể tạm thời là giữ hai đường này lại chưa cần xóa để chúng ta vẽ tiếp. Đấy. À, cái đường này thì mình không có offset bởi vì mình coi nó là một một đường duy nhất, ở đây nó không cho thông số, kể cả bên này cũng thế, coi như là một đường duy nhất thôi, và sau này chúng ta tạo cái độ dày cho nó. Ok không anh em? Cái đường bên trong này cũng thế nhá. Đấy, nên anh em hỏi vì sao lại không có offset xuống cái đường mỏng ở bên trong này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành được xong cái hình con này rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình lớn, được chưa ạ? Hình lớn là bao nhiêu ạ? Phi là 130. Đấy, phi bên trong là 40. Ok anh em vẽ hai hình nha. Tạm thời cứ vẽ, không cần biết là khoảng cách giữa hai này bao nhiêu cả, đúng không? Anh em cứ vẽ thông tiện mua sau. D đúng không ạ? D là đường tròn là 130. Ok, một cái nữa là 40. 40 nó vẫn là phi nhá anh em nhá. Đấy. Đấy, anh em là D này, cách 40. Ok chưa? Đấy, thế cái đường ông này là bao nhiêu ạ? Ông này offset vào là 29, được chưa? Offset 29 là từ bên ngoài vào. Đó, anh em thấy ạ? Cái đường này anh em có thể là cho nó mờ đi. Đấy, hoặc là dùng lệnh MA từ ông này sang. Đấy. Bây giờ lại anh em lại có là 1 2 3 4 5 6. À ông này chỉ có 6 đường tròn thôi. Cái 6 đường tròn. Ở đây thì anh em thấy là ở cái thông số đường tròn này nó cho phi bao nhiêu ạ? Ở đây nó lại không cho phi bao nhiêu cả đấy ạ. Đấy, cũng không cho bán kính R bao nhiêu cả, nhưng mà chúng ta dễ dàng ước lượng được. Nếu không bài toán không cho, chúng ta có thể ước lượng được. Anh em thấy là cái độ dài của điểm từ đây đến đây không ạ? Thế thì cái bán kính của đường tròn nó sẽ bằng xấp xỉ bằng 1/2 của cái đoạn từ đây đến đây. Được chưa? Đấy, mình lấy xấp xỉ 1/2 đi. Thế thì anh em vẽ mình một đường line như này. Lên đây đúng không ạ? Anh em là gõ CC này, bắt điểm ra giữa này, được chưa? Đó, xóa đường này đi. Đấy, nó chia là 1 2 3 4 5 6 thì anh em xoay như bình thường thôi. Array. Lại. Classic, đây là đối tượng là 6. 6 nhập tâm vào này. Tâm tâm đường tròn này. Preview 6 cái cách ok luôn. Đúng chưa? Lệnh array. Đó. Thế là bây giờ cái ông này nó lại ra mấy trục tâm là 20 độ nó theo kiểu này cơ, đúng không ạ? Đấy, thì 20 độ cộng với 90 độ là bằng bao nhiêu ạ? Bởi vì chúng ta có trục x nó ở đây mà. Đấy, 90 này, đây góc vuông là 90 cộng 2 là 110 đúng không ạ? Ok anh em vẽ mình một đường line ra. Đấy, dựng một đường line lên để anh em dễ hình dung. Đấy, mình sẽ thực hiện nhiều thao tác thừa một chút để anh em nào mà mới học vẽ thì có thể hiểu, được chưa?
Ở đây ví dụ mình vẽ là 100, táp lên là 110. Đúng không ạ? Thì nó sẽ có góc ở đây 20 độ này. Đấy, so với cái trục y ở đây 20 độ. Thế bây giờ anh em dùng lệnh xoay tương tự thôi. Được chưa? Anh em cũng vẽ cho mình một cái đường P-line như này cho mình. Đây. P-line từ tâm mà nối đến góc 12 giờ của đường tròn này, anh em cũng có thể bôi đỏ vào để dễ nhìn. Đấy. Thế bây giờ anh em là dùng này quét toàn bộ đối tượng này, được chưa? Và giữ shift bỏ chọn hai cái ông trục 120 độ này ra cho mình, được chưa? Còn lại là quét hết, bỏ hai ông trục 120 độ này. Sau đó anh em dùng là gì? Lệnh row tương tự như khi nãy, được chưa? Chọn tâm xoay ở đây này. Anh em thấy nó bắt đầu xoay chưa? Đấy, thế xoay chính xác anh em chọn tính năng R reference. Đó. Nó tích một điểm ở tâm. Tích một điểm hai ở nằm ở cái cạnh màu đỏ này. Đấy, bước 3 là anh em tích vào gì? Khi mà anh em đã nắm được này rồi anh em tích vào cái cạnh chéo 20 độ này lên. Đó. Đó. Xóa được màu đỏ đi chẳng hạn. Vậy là ta đã gì? Đã có được tất cả các hình rồi đấy. Chuẩn chưa? Rồi, thì bây giờ anh em bắt đầu quan tâm đến cái khoảng cách giữa hai ông này anh em mu thôi. Hai ông này, hai ông tâm này là bao nhiêu ạ? 158, được chưa? 158 anh em có thể là mu. Đây là cách vẽ của mình hay thường vẽ và theo kiểu là lắp ráp ấy. 158 thôi anh em vẽ một đường line này. F8158. Đúng chưa? Rồi, với anh em mu cái tâm này vào. Đấy, lắp vào đây. Đó, chuẩn chưa? Chuẩn đét rồi. Đó. Anh em có thể dùng lệnh MA này để sao chép cái đường này thành đường trục. Đấy, sao chép cái đường nâu này. Đấy, thành cái đường trục anh em sẽ dễ nhìn. Đấy, kiểu vậy. Sau này có thể xóa đi được. À, tuy nhiên thì cái ông trục đấy thì nó ông lại không phải là làm thẳng mà ông lại như này. Lại còn xuống dưới 10 là bao nhiêu ạ? Nó là con thông số là 18 cơ. Đó, anh em thấy không ạ? À, thế lại phải quét qua toàn bộ ông này thì MI xuống, MU xuống, MM nó di chuyển này. Xuống là 18. Nhớ F8 anh em nhá. Đó, F8 xuống thì dưới này trên này lên này là 18. Đấy, mình để ý thông số đây, 18 này. Đấy. 18 thì chính xác thì nó là vào đúng bằng cái đoạn này. Ok chưa? Đây mình thử P11 này là P line này, anh em chính xác không? Chính xác có đi qua tâm luôn, chuẩn luôn rồi. Đúng không ạ? Đấy thì bây giờ anh em vẽ đến cái gì tiếp theo ạ? Trong trường hợp này thì ở đây nó cho cái thông số này thì anh em có thể là thấy ngay được vẽ được theo kiểu tính tăng là tan radius, đúng không ạ? Đấy, tiếp xúc ông này, tiếp xúc ông này và R180. Thế thì anh em chọn tính năng này cho mình tan radius. Thấy ạ, tan radius anh em kích vào góc khoảng tầm 10 giờ 11 giờ đây, 12 giờ 1 2 3 4 5 6, anh chọn vào cái góc 11 giờ cho mình. Ở bên này anh em chọn vào góc khoảng tầm 1 2 giờ ở đây. So với cái đồng hồ ấy. Đấy. Ở đây nó bảo là nhập radius thì anh em biết là nhập bao nhiêu rồi đúng không ạ? 180. Đó. Đó, thế là anh chim thôi. Đấy. Tất cả những đường nào thừa chim là chim được luôn để đỡ rối hình, được chưa? Đấy. Thế ông ấy các bạn thấy là ở đây nó cái khoảng cách của các cái này nó cho là 20. Rồi offset một đường tròn xuống là 20 thôi. Offset xuống. Đấy, nó cho ta cái đường tròn này. Anh em phải chim luôn ông này đi để đỡ bị rối hình. Ok, 20. Thì ở đây lại cho một cái đường tròn R bằng bao nhiêu ạ? 14 này. Tiếp xúc ông này, tiếp xúc ông này và R bằng 14 đúng không ạ? Rồi, ok. Tan radius tan radius là 14. Chuẩn chưa ạ? Chìm luôn. Đó, anh em ạ. Cái đường MM này thì thực ra nó chỉ là cái đường gióng thôi nhá. Các bạn có thể là không cần vẽ vào đấy. Đây nó thể hiện là cái đường offset của đường này xuống thôi mà. Đấy, các bạn có thể xóa đi được. Đấy. Bên này nó cạnh gì đây ạ? À, R tiếp xúc ông này và R12 được chưa ạ? Làm tương tự. Cái dùng này tính năng tan radius này dùng rất là nhiều đúng không ạ? 12. Đấy, anh em chim ông này đi. Đẹp chưa? Ui, cái đường cong gọi là quá đẹp luôn đúng không ạ? Còn như số đo ba vòng của các cô nàng hot girl đúng không ạ? Quá đẹp luôn, rất mịn. Bây giờ chúng ta vẽ thêm cái gì tiếp theo ạ? À, ở đây chúng ta anh em thấy là nó có một cái đường line từ cái tâm này kéo thẳng ra và cái ở đây nó cũng có một cái đoạn cong.
ở đây đoạn cái đoạn cong này thì anh em thấy là nó là bao nhiêu ạ? Liệu rằng là có phải bằng bằng giờ bằng 112 hay không? Bây giờ. Bây giờ. Hình như không phải, bởi vì ở đây nó cho ta là đoạn cong đều như thế này này. Thế khả năng đường này nó cong bằng R10, anh em thấy không? Thì thông số nó sẽ đối xứng lên trên này. Ở đây tại vì nó không cho mà. Đây nó không cho cái R ở đây bao nhiêu, anh em thể là lấy bằng 10 đi. Đấy, mình nghĩ rằng cái này nó hai cái nó đối xứng lên. Được chưa? Thế vậy anh em vẽ một đường line ra. Đấy, anh em vẽ một đường line ra như này. Đấy, ở đây nó có đường rồi, anh em kích luôn. Tan tan radius này. Kích vào đây và bằng bao nhiêu? 10. Đó. Bây giờ anh em chim. À, chim cái ông trước đi, chim cái ông này đi. Chim ông này đi. Chuẩn chưa? Đấy, anh em thấy không? Nét chưa? Đấy, ông này ăn thẳng ra được chưa? Đấy. Đi thẳng ra. Thẳng ra đây thì ok, chỗ này thì chúng ta hết rồi. Bây giờ chúng ta vẽ lên các cái đường dưới này. Đường dưới này thì anh em thấy ở đây nó offset ra được 43 này, offset 37 này. Đấy, bây giờ mình sẽ vẽ một đường offset một. Đấy, kéo thẳng nó này. Offset là 43 nhỉ. Đấy, một cái nữa là 37. Đó. Anh em chọn lệnh MA đi ạ. MA là lệnh Markov ấy. Biến đổi gắn cái thuộc tính cho này thành cái nét chìm luôn. Anh em offset phát nữa là bao nhiêu, là 78 này. Cứ offset thêm một đường nữa đi. Chắc chắn nó đi vào trục rồi. Ok, thì bây giờ từ hình này chúng ta vẽ một đường line ra đây. Từ cái cạnh ngoài cùng này ta vẽ một đường line thẳng ra, được chưa? Đấy, là 78. Từ đây vẽ ra. Tích ra đây luôn. Chắc chắn rồi mà. Đấy. Thế tại đây chúng ta vẽ gì ạ? Một đường line cao lên thì nó sẽ đi qua cái gì ạ? À, nó đi qua cái đường tròn bên trong này. Anh em vẽ thì ạ. À, tức là anh em tích từ đây và cắt qua đây. À, đến đây thôi. Đó. Sau cái đường này hai anh em làm gì ạ? Em thấy không? Đường tâm đây không? Tâm này nối với đường dưới này. À, nối luôn. Đó, nối vào đây. Đó. Anh em thấy không ạ? Thế bây giờ chúng ta có gì ạ? Là vẽ một đường tròn tiếp xúc R bằng 20 thôi. Ông này là R12. Làm tương tự như vậy, tan tan radius. Câu này nhập 12. Sau một cái, đúng không ạ? Ăn phát nữa. Cái này bằng 20. Đẹp chưa anh em? Bây giờ anh em biết là cần phải làm gì rồi đấy, đúng không ạ? Xử trảm thôi. Đó, xóa cái này đi. Cong như ạ. Ui, quá đẹp luôn. Đấy, với trí tưởng tượng của anh em thì mình cũng biết anh em đang hình tượng ra đường cong gì rồi đấy ạ, đúng không ạ? Quá là mượt luôn, đúng không ạ? À, giống như một cái cầu trượt trò chơi đúng không ạ? Đấy, đừng anh em nào nghĩ xấu nhé. À, nhưng mà thực sự nó mượt thật, mượt mượt đẹp luôn đấy ạ. Đấy, ok được chưa? À thì anh em thấy là cái khoảng cách nó bằng bao nhiêu ạ? Nó bằng 20 được chưa? Vậy ta offset thôi. Ví dụ offset đây bằng 20 này. Offset lên đây bằng 20 chẳng hạn. Đấy. Đấy, cái đường này. Ở đây anh em có thể là đây cái đường này anh em kéo dài nhỉ. Đến đây ạ. Đây offset này. 20. Đó, anh em thấy không ạ? Offset lên. Đoạn này bằng 20, ok, ta có đoạn này rồi. Thế thì ông này là ông gì ạ? 20 đúng không ạ? Offset từ đây 20 lên và xem nó giao ở đâu đúng không? Đây, ông này offset lên 20. Đấy, nó giao ở điểm này. Thế bây giờ anh em lại có cái vẽ đường tròn gì? R10 chưa? Có luôn R10. Tan tan radius này. Nhập 10 được chưa? Lại tiếp tục tạo ra những đường cong, liên tục những đường cong được tạo ra đúng không ạ? Rất là kích thích thị giác của chúng ta. Đấy, và anh em lại ở đây đoạn line này, sau đó đoạn này là R bằng 5. Đấy, anh em lại tiếp tục là biết cần phải làm gì rồi đúng không ạ? Tan tan radius và bán kính bằng 5 đúng không ạ? Đấy, xóa cái này đi thôi. Xóa cái này. Đấy. Đẹp chưa ạ? Đấy, và gần như là các cái phần còn lại thì anh em cảm thấy rất là dễ. Đây có một đường đoạn này cũng là offset lên 20 này, sau đó là R14 đúng không nhỉ? Offset đây thì chắc chắn ở đây nó là DI, anh em đi y bằng 20 rồi. À, ở đây là 10 mấy ạ? 18 đúng không ạ? Có thể đoạn này thì bằng 18 này.
Nhưng đoạn ở đây là 20, nhưng mà cái đoạn ở trên này thì bằng 18 đấy anh em thấy không? À đúng rồi, đoạn trên này bằng 18 đấy nhỉ. Thế thì anh em vẫn đấy thôi, dùng R bằng 14 như bình thường thôi, quan trọng gì đâu đúng không ạ? Tan tan đây đó, tích điểm này và tích bằng 14 đấy. Anh em thể dùng lại EX nhé để phóng lớn cái ông này lên đấy, anh em thấy không? Ông chim ông này đi. Đấy, zoom lớn lên chim nó chi tiết. Đấy, xóa ông này đó, ông này chim cạnh này đi, chim cạnh này đi. Ok chưa anh em? Đó, mượt hết rồi ạ. Mượt hết rồi. Có còn thiếu cái hình gì không ạ? À, hình bên trong thì cũng ok rồi, bên trong cũng ok rồi đúng không ạ? À, vậy là bài của ta là kết thúc một cách là rất là nhanh chóng. À, bây giờ anh em có thể tạo cái độ dày này cho hình này nó giống với đề bài. Ví dụ anh em vào trong cái mục là layer LA, tạo độ dày cho layer 0 nó lên. À, này không biết là tầm 0.3 ạ. Ok chưa? Đấy. Bây giờ anh em bật cái tính năng độ dày ở dưới này lên để chúng ta cùng chiêm ngưỡng sản phẩm đó, được chưa? Độ dày như này đó. Đây anh em xóa hết cái đường chụp này đi cũng được, không cần để cũng được, được. Vậy chúng ta đã có được cái hình bài tập rất là tuyệt vời, đã hoàn thành. Chúc anh em sẽ thực hiện những cái thao tác này thật là thành thạo nhá, được chưa? Thành thạo đã ra được một cái sản phẩm tròn trịa như thế này. Ok, tất cả anh em hãy có thể là comment comment ở dưới mô tả video nhé. Xin chúc sức khỏe anh em. Xin chào.